Ba. Biết em biết cái gì không? Ừ, có một cái xuống. Gì không? Xuống cho đi thang máy của bác ạ. Cái con tu nó. Nhanh lên khẩn trương. Xoay xoay nè. Đi. Bị cơm tối các bác ạ. Đi. Mất tỉnh này. Hả? Mất tỉnh này. Đi 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 đi. Ôi. Giờ tối rồi, chuẩn bị đi sang bên quán ăn cơm tối. Đi. Lần đầu được đi thang máy đấy nhỉ, nó nói đi thang máy kia khác, thang máy này khác. Ui. Ê. Ăn thế đâu. Yeah. Xới cơm đi. Cao lên. Đấy, anh em chỉ ăn vậy được các bác ạ. Ăn đi. Nào. Mời các bác ăn cơm nhé. Nào cái. Tiếp tục đưa cái đi chơi công viên của bác ạ. Đi bộ. Đi. Đi bộ cho nó khỏe. Đi 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 đi. Giao hình giao xét. Lạnh phết đấy. Đi ra công viên từ đây đi đến đấy trong khoảng cây đi bộ. Một cây. Đi đi đi. Ôi giời. Đi công viên thành phố Hà Giang. Ừ.
Tối lạnh lạnh rồi, đi bộ lát nữa sẽ ấm. Đây là chưa đến chỗ trung tâm nhé, đây là còn ở dưới cơ. Gần biển xe. Hơi lạnh đấy, bây giờ đi bộ lúc nữa nó mới ấm được. Cầm đi. Đi. Đi bộ hơi xa các bác ạ, rất là xa. Thành phố Hà Giang 1,5 km. Nào, tốc độ. Gì? Hả? Cái gì? Đêm đi xe rất là đông. Ở đây còn ít nhé, tí đi vào đến chỗ sân kỳ đài, chỗ vui chơi giải trí, chỗ công viên thì rất là đông xe và rất là đông người đến chơi các bác ạ. Cho em cái với lại con gái của nông đi chơi. Đi ra đây chứ. Nó cứ đi chui ở đấy đấy. Nhanh tốc độ. Cũng sắp đến nơi vui chơi rồi. Và nãy nghĩ là đi chỉ hơn một cây, chỉ đi một cây thôi, nhưng mà đi rất là xa, đi mãi rồi chưa đến. Chưa. Sắp đến rồi, trong khoảng 500 m nữa. Đi bộ tối về ngủ nó mới ngon.
Không thì tối không ngủ được. Nhà cái nhà. Nhà. Lúa tình này. Thôi được. Ồ, xa thế nhỉ? Được, sắp đến rồi mà vẫn chưa đến. Đi xe thế nhưng nhanh mà. Ê, nhanh nào. Ủa, xa đó nhờ. Đi tôi thấy gần gần nhưng mà đi bộ rất là xa, bởi vì là anh ông để xe ở dưới nên là đi bộ lên chơi, tí là đi bộ về, đêm hôm đi vào đi lên thì quay xe rất là khó nên là không mang xe đi. Nhìn cho nó kịp bên cái thế nào. Anh ông bắt đầu đến chỗ sân kỳ đài nhé các bác nhé. Đấy. Này rất là đông khách du lịch khắp nơi đổ ở đây. Vui chơi. Đã đến vui chơi ở đây. Rất là đông. Đến như đây, đến như đây, đến sân kỳ đài đấy, đây bên này đây, đến chỗ nó vui chơi. Đi chơi cái gì hả? Chơi cái gì nào, đẹp không? Dùng chi dùng đi chơi ở đâu? Buổi tối là ở khu này là rất là đông người đến chơi nha các bác nhé. Kìa, để làm gì? Mua cái gì đâu mà mua này á? À? Chương gì mua để làm gì? Đi chơi ở đâu? Như ban ngày các bác ạ. Rất là đông. Ôi trời, như ban ngày luôn. Vui không?
Làm cái gì? Nó mua cái gì nào? Mình chơi cái gì? Phi tiêu không? Phi tiêu bóng không? Ném bóng không? Ném bóng lấy thưởng không? Cho cái đi rất là nhiều nơi rồi, rất là nhiều chỗ vui chơi rồi các bác á. Đâu nhà kia kìa, ra cho công viên kìa, đi trước đi, đi trước, đi trước đấy. Chỗ này là công viên xanh các bác nhé. Đấy, cây rất là nhiều, rất là đẹp. Ở kia là có một cái cột là km 0 của Hà Giang. Đẹp không? Dương Dương hả? À, cây ôi đẹp cái này không à? Đăng ký là ví dụ lần này là 5 độ. Này, cây rất là cao, cây rất là to các bác nhé. Trong này nổi gì đó? Liên leo gì đấy? Đấy, quay cho các bác cùng xem một lúc về thôi. Hiên mà đi mua chả thấy mua được gì. Ở kia là đi đâu à? Đi Vicket C. Thôi quay đi, quay lại biết à, mới quay lại là gì à? Rồi, quay lại thôi. Ừ. Mua cái gì? Bóng ăn á? Thích ăn gì thì mua không? Không xem cẩn thận rơi tiền đấy nhá. Tí rơi tiền nhá. Sáng như ban ngày luôn. Sao không sáng như này? Chỗ nào nó chả bóng sáng như này? Ở đây người ta đến check in rất là nhiều, rất là đông người. Quá. Đi đâu đi? Vui không cái? Cái vui không hả? Mua bóng ở đâu? Làm gì có bóng, làm gì có bóng ở đâu? Người ta về đây tụ tập rất là đông, cả Tây nước ngoài rất là đông.
đâu, lấy đi, lấy đi. Bao nhiêu một hộp đấy? 20.000 ạ. Dương Dương. Hả? Nhẹ nhẹ. Đi. Đi ra. Xem cái này đi. Kìa. Kìa, nước phun rất là cao kìa. Theo tiếng nhạc. Nước phun lên theo tiếng nhạc. Mua cái gì nữa? Hả? Đi. Ui, sáng như ban ngày. Kia họ chơi cái gì kìa? Họ chơi gì kìa? Cái đâu rồi? À, họ chơi cái gì kìa? Chưa. Đi. Này. Đi về à? Thế làm nào? Hả? Chơi ở đâu nữa? Mình lớn là không nhảy ở kia được. Cái kia là không phải lứa tuổi của mình nữa rồi. Phải không? Đi. Hả? Mua cái gì? Trà sữa ở đâu? Đi. Cái uống là đi mua. Lấy cho ba hộp đi. Một hộp ba tiền đây. Uống ở đây thôi, uống ngồi ở đâu. Ngồi ra bàn uống được, phải bắt phải lấy. Đó. Rất là đắt nhỉ. Không. Tại này họ đang cấm cho nên bác phải làm đôi ra. À, cấm kia. Đi đi ra kia ngồi. Đây bác không có xe đâu. Ồ, tí nữa lại quên tiền đấy. Tiền đây, 95.000 nhá. Quên đấy. Thì là ba cốc trà mất 200.000. Nào đi.
Rồi, ngồi ở đây. Nào uống đi. Uống đi. Một cho là một cốc 105.000, ba cốc là 105.000 thì bao nhiêu nghìn một cốc? Hơn 30.000. 33 là 9. 35.000 một cốc. Một cốc trà này. Phê cho chi xưa. Có gì không? Hả? À, biết không? 35.000 một cốc trà. Ca gì ca? Hả? Uống đi. Nghe chưa? Làm công được không? Hả? À? Rồi câu gì đó? Ô câu à? Anh có hiểu đâu mà. Có lẽ cái video của nó xin phép được khép lại ở đây. Nếu quý khán giả và quý cô bác quý mến An Đông thì cho An Đông xin được chia sẻ và bấm đăng ký kênh để ủng hộ An Đông, để An Đông có động lực tiếp tục trên con đường thực hiện. Xin chào và gặp lại quý cô bác video sau.